Đây Ôi là trời chỗ này nè. Ôi đó, giống hệt luôn mà con. Cái đó giống như con mắt luôn đó anh Hải. đây có một bạn nhậu lại cũng chơi cầu nguyện sao trúng được tấm số. Và những giữa này mới giống dữ nữa. Người đó nha, lạ kỳ vậy bà con. Lâu quá anh hai. Cái ngôi miếu này á, là coi như giống như cái sự tâm linh, thì cái sự tôn thờ trong gia đình nhà của bác hai đây. Thì hồi trước á, thì nhà của bác hai mình á là coi như là nhà còn đất á, thì những cái ổ mối này nè là nó xây quanh hết, từ đó bò lên dài tới bàn thờ luôn, Vậy là dài ngày dài xưa bò là ở trong nhà lên, luôn hả? có ở trong nhà này là bò lên tới trên bàn thờ rồi luôn. Rồi thời gian sau thì con cái lúc đó còn nhỏ, bây giờ nó lớn nó làm có tiền đó, cái nó cũng chán nền lại thì bắt đầu đi ra bên ngoài cái miếu đó, là mấy ổng đi ra đây đó làm gì đó. Thì hồi đó cái miếu nhỏ lắm, nhưng mà sau này cũng như là bác hai với cái ông bạn nhậu của ông á, bác hai thì ưa nhậu, có một bạn nhậu lại cũng chơi cầu nguyện sao trúng được tấm số thì mới cũng như bỏ ra cắt đó. Vậy Đó là là hồi đó nó là có người một, ta chúng được cỡ số rồi người ta cắt cái chỗ này cho mình hay sao? thì cái ông bạn ông đó, không biết bỏ ra nhiêu rồi để cắt đó, giống như là nó cũng có một cái sự tâm linh mà, cho Cũng nên là bác hai cũng tôn thờ. vậy là Mà trước đó nhiều lắm, ngày xưa là mấy ông gò mối là ở trong căn nhà rất là nhiều luôn ha. nè nhà đây nè, rồi mới dẫn ra ngoài này đó. Đây nè, thì chỉ đây là cái nền nhà nè đó, thì từ cái nền đây đó thì bò hết trơn Hết nhà trơn luôn, luôn hả anh đi Hải? dài vô tới đây nè, đi lên tới bàn thờ luôn. Rồi lên tới trên bàn thờ luôn. Hiện tại bây giờ còn còn ông gò mối nào chút đỉnh ở đâu không? Đó đi đứng đây thôi, có thằng lính đó là có bác hai mới nè, không có nó hốt mình đó. Đây 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 bò hết đây rồi đi lên tới bàn thờ luôn, lên Leo nằm lên trên trên bàn bàn thờ thờ luôn leo hả? luôn Rồi. bình thường. Rồi. Rồi sau này con cái làm ăn rồi bắt đầu rồi cái sửa sang lại là bắt đầu mấy ông gò mối Dạ mới đúng mới rồi, mới đi ra ngoài thì cái chán ngôi nền miếu lại, thì mấy ổng mới mới di dời ra ngoài này nè, tản à cư, kêu bằng tản cư. Mình thì kêu bằng tản cư đó anh. Thì đó, đó thì anh ra đây thì mấy ổng đi vô ngôi miếu này đó, thì nói anh là hồi trước á cái miếu này nó không có được như vậy, nó nhỏ lắm, nhỏ Nhỏ xíu ha. xíu à đó. Thì bắt đầu từ từ cái có ông bạn nhậu của bác hai nè đó, bạn nhậu bác hai cũng nhậu rồi, nói trời ơi giá thì sao, mấy ông nói tôi khổ quá, tôi xin cho tôi cái số để tôi làm cho mấy ông lớn lên, tôi ngồi tôi nhậu luôn. Vậy là ngày xưa là cái ngôi miếu chỉ là nhỏ thôi chứ không có bự ha. Dạ đúng rồi. Đó thì vô đây nè anh thấy đó, bây giờ có cái sự cũng như mấy ông lên nó làm nó, anh thấy nè giống như cái đồng vắng vậy Đúng nè, rồi, chỗ anh này. thấy rõ ràng không, giống Giống như hệt đất luôn. hổ Rồi mang để luôn. Tháo zoom lên cho bà con xem nè. Đây Ôi nè. trời chỗ này nè. Ô Đó. giống hệt luôn mà con. Cái đó giống như con mắt luôn đó anh Hải. Đó Dạ đó. đúng rồi, đúng rồi. Đây. Nè cái Cái miệng nè. miệng đó. Nè đây nè. Nó Ô. này giống như là đu đây xuống đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Nhưng mà Ngộ quá ta. anh biết như là đây dĩa cúng nè. Đó là chung nước rồi các kiểu. Thì anh biết làm sao không? Thì bác hai cũng ưa dọn rồi này kia cho sạch sẽ, thì nói chung ra dọn thì không kịp đâu. Dọn với ổng nhậu xỉn, ví dụ anh dọn 1 2 ngày 2 3 ngày là tự nhiên nó lên lại. Dọn bắt đầu cái lên lên rồi ha. Đúng rồi. Ôi, nhiều quá ta. Đó anh thấy Cái này là clip đi clip lên luôn. hết nè anh, mà nhưng mà anh phải để ý mà mình không biết từ ở đâu mà ổng đem lên được, mà dạng như nó phải đi từ ở đâu đi lên chỗ này Đúng rồi, đi đúng rồi, tắt đúng rồi. lên à. Ở ngoài sao có thể nó đi đường lòng ngoài sao thôi, có lỗ kẻ đâu không anh Hải? Không không đâu đâu anh đi vòng thử cái miễu thì nó không có rồi mình quay lại đây. Đâu đâu để mình đi theo anh Hải không con. Đây đây Ủa đâu có đường nào đâu đi ta. đây là nó tự nhiên cũng lên tới trên nóc đó, rồi nóc cũng có thì đó nè. Đây Ngoài sau đâu có đường nào đâu, cái này xây tường bích hết rồi. nhưng mà anh đi vòng qua đây luôn nè. Nhưng mà ở đây thì nó có một cái sự tâm linh đó, là cũng như nhiều khi buổi trưa với lại buổi tối thì coi như nít là không có được giỡn hết đồ la ó đồ ở đây á, nhiều khi ưa bị quở, thì hai đứa cháu tôi nó cũng có bị á.
đó thì đó anh thấy không, nó không có chân, không có gốc, không có gì hết đó, mà tự nhiên là lên. Đó khó hiểu quá ta. Đó không biết đi đường nào hả? Không biết đi đường nào luôn, đây nè, ở sau này cũng không thấy gì hết. Đó mình cứ lên làm gì đó. Nhưng mà bác hai cũng để y chứ đâu có phá thấy gì đâu, phải như người ta ủi bỏ rồi không có để gì luôn. Lâu rồi, cái này là không bao lâu rồi anh Hải? Nếu mà tôi biết được là cũng được 20-30 năm rồi đó, còn trước kia nữa là tôi không biết nha. Đó, nếu mà bản thân tôi còn nhỏ tuổi nhưng tôi biết được là cũng 20-30 rồi đó. 20-30 năm á, nhưng mà còn trước kia nữa là. Nhưng mà bác hai nói là từ cái thời mà bác gái còn sống tới giờ đó. Lúc tôi còn như là con gái á, thì anh biết năm nay bác hai cũng 70 rồi, sống ngoài 70. Thì còn gái mười mấy 20 tuổi có chồng. Thì là vẫn có, tại hồi đó ở nhà lá sập sệ á. Ở đây nè mọi người nhìn y gan luôn, y gan dài luôn mọi người. Này nè, có mắt luôn nè, mũi luôn nè, rồi có miệng luôn nè. Không bà con? Không, giống như là nó nằm cuốn tròn qua bên đây đưa cái đầu ra đúng không anh Hải? Đó thấy không? Nè thấy không? Nè, ở đây là giống như là nó có cái đường đi thẳng qua đây. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây là cái miệng anh thấy không? Đó bà con. Đó anh rùm vô là anh thấy rõ ràng thấy luôn cái miệng. Đó cái miệng luôn đó bà con. Ở phía trong đó chắc toàn là chén dĩa hay là ly cúng rồi không anh? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Líp luôn rồi. Dạ đây nè. Đây là cái dĩa mình thường mình cúng trái cây rồi anh. Dạ líp luôn. Đó, đây cái ly nước cúng nè. Rồi líp luôn. Rồi cái lưu hương là líp cái lưu hương luôn. Líp luôn. Nhưng mà anh thấy có một cái sự tâm linh đó là thay vì sao ở đây gần mà sao không lên. Ở đây gần sao không lên? Lên tới tới trên đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lên tới trên luôn ha. Đúng rồi. Đó, tại sao không làm ở dưới đây đi, hay làm bên đó đi. Nó bên đây trống gì cũng không làm đi. Lên trên này. Ở phía dưới này là chắc nó bị bể gạch hay sao nè. Thì ở đây cát núi á, lâu ngày á. Ở đây có cái ông bối ở đây nữa nè. Ngộ quá ta. Không biết nó lọt đi đường nào ha. Mình không hiểu là ở đâu mà nó có cái chân rồi nó lên á. Ở phía bên đó thì bên đây là anh thấy không? Bạch mã đu hết trơn luôn mà chừa lại cái đầu ông bạch mã. Đó, còn bên đây thì chừa lại một miếng. Đây nè anh coi nè. Ly hương. Cái đó là cái gì anh Hải? Này là cái ly cái gì? Như ly hương á anh. Đó. Rồi cái ly. Đó. Anh thấy nó có một cái tâm linh ha. Hình như là em có nghe người ta nói mà ông người mối khi mà xuất hiện cái chỗ nào mà mình mà phá hay là mình dọn dẹp đó là ông sẽ lên gấp đôi lên càng nhiều hơn. Đúng rồi. Thì lúc trước thì không có, ngoài này không có đâu, trống trơn à. Nhưng mà ở trên nhà bác hai thôi là cái chỗ cái nhà nãy mình mới chỉ nó mới dẫn vô đây. Thì cách đó từ đây ra đây cũng khoảng tầm 20-30 mét rồi. Nhưng mà anh thấy không có đường nào đi chứ. Đúng rồi. Đó anh quay từ cái đường đất mà đi dài vô nhà thì rõ ràng là không có thấy cái đường nào mà để đi hết. Vậy là cái chỗ cái này là cái miếu thờ là cũng bên gia tộc của chú Hai bảnh ha. Dạ đúng rồi. Vậy là ngày xưa là ở bên nhà của chú Hai là cũng có ông gò mối, rồi khi mà cắt cái miếu này cũng có ông gò mối. Dạ đúng rồi. Rất không, là ngộ như không, vậy ha. Lúc trước là mình cắt không có. Lúc trước không cắt không có. Hoàn toàn là không có. Nhưng mà mình nói là hồi khi mà đó là nó nằm sửa xuất hiện tại ở trong nhà đó. Là biết bao nhiêu năm rồi, bắt đầu bác Hai rồi đó, cái miếu nhỏ thôi. Rồi bạn nhậu của ông á là ông như kiểu giấy sao rồi giấy tôi trúng số đi hồi đó giấy 2000 trúng được 50 triệu đó triệu. Thì chúng không biết được mấy vé nhưng mà lợi thì ông làm lên nè. Là từ lúc mà thì... làm là ông mối ông ra đó hàm rồi ra đây luôn á. Chứ hồi đó cái miễu này nhỏ lắm, nhỏ xíu vậy là rất là linh thiêng mọi người, có cái sự tâm linh nè. Thì cũng ba cái ly hương bên đây, ở bên đây một cái ly hương, ở bên đây cái ly hương này cũng là đất đai luôn sao cũng cũng có mấy người á. Anh biết làm sao là bác Hai do ông nuôi chó nhiều á, có nhiều người lạ, có khi người ta lợi xin số, xin số này kia nọ thì bác Hai sợ ở đây cũng gần ấp thì sợ này kia nghĩ đi với bác Hai đây là cái gì sợ người ta kêu dạt cái miếu luôn cũng khổ. Cho nên là bác Hai mới nuôi chó để cho mấy người lạ người ta bớt lợi. Tại vì ổng thì
sáng là ông nhậu đó, vậy đó là chút xíu ông ngủ rồi đó, ông ngủ dắt cái gì có bạn hốt nữa. Dạ. Nó vậy đó. Dạ. Ở đây được anh Hải hôm nay dẫn lại quay ngôi miếu nè quý bà con cô bán chị. Để Thảo quay một lần nữa cho mọi người xem nè. Nó y gan luôn. Y gan cái đầu ông dài luôn mọi người, nằm xoay ngang nằm mưa. Rất là kỳ lạ luôn nè. Đó. Rồi cái ông mối là clip hai bên bạch mã với nhưng đây luôn. Mình thấy có cái chỗ này là nó tâm linh. Đúng rồi, đúng rồi. Nhất luôn nè. Nhìn rất là lạ luôn. Mà hồi nãy là lúc mà bước vào đó là hình như là có ông dài ông bò xung quanh đây nè. Mà cũng có bác hai nãy ông nói mới thấy nửa bàn tay mà ông nói qua nhà nãy ông nói. Dạ. Thôi nếu mà bây giờ mà ở trong đó là chắc em nghĩ là trong đó là cái bọng cái gì, nhiều khi cái ủ nó sao anh hả? Không có đâu anh. Hả? Đây bình thường mà, đâu có gì đâu. Gì hả? Chỉ là gò mối thôi. Chỉ ổ mối này lên thôi. Em thấy mấy cái đường kẻ đó. Chứ hồi trước kia ha. Mà ai cũng nói nhà bác hai mà có ổ mối này là bác hai không đến đỡ khổ đâu. Ừ. Tại người ta nói mối vô nhà giàu. Giàu. Ai cũng nói vậy mà. Đó, anh thấy rồi nó xuống dưới đây luôn. Nó từ từ thế nào cũng còn nhiều lắm. Ừ. Nè nó mấy ổng đang đi lên từ từ nữa nè. Nè cái đường nè. Phải nếu ở ngoài mà nó đi lên thì mình biết là ở ngoài đi vô ha. Còn nhưng mà ở ngoài kia không có. Đây thì mình không thấy chỉ luôn. Chỉ có chỗ này là có thôi. Ừ. Ngày xưa đó là miếu cũng như là cái này là chỉ là thờ ông bà thôi chứ cũng đâu phải là thờ ai đâu á. Đúng rồi, không cái này cái kiểu như là dạng như ở trong vườn á thì thường thường là người ta cũng làm cái miếu. Giống như em ruột bến nó cũng có làm cái miếu nhỏ giống như là cúng đất đai vong linh đất đai rồi này kia chiều cúng. Vậy thôi chứ đâu có ông bà nào mà vô miếu này được. Yeah. Người ta thờ trong nhà chứ. Yeah. Thì đó, nhưng mà từ cái khi mà lập cái miếu cái bác hai thấy có sự tâm linh thì càng ngày thì bác hai lại càng tín ngưỡng nhiều hơn. Ừ. Đúng. Yeah. Bác hai cúng sáng cúng chiều cúng trưa cúng vậy đó. Yeah. Tại nó có một cái sự tâm linh đó. Ở đây nào khi mà Thảo zoom lại là giống như là một cái đầu của ông bạch mã mọi người nè, con mắt luôn nè. Đó. Như anh thấy cái đường này đi xuống luôn đó. Từ ở trên đây nè ha, đi cuốn qua đây cái đầu đưa cái đó. Đúng rồi anh thấy không hả? Mình đứng xa vậy là mình thấy từ trên quay đây. Quay chân giữa nè, quay chân giữa nè mới giống dữ nữa nè. Đó nè, lạ kỳ vậy bà con, lên tới trên vách luôn bà con. Này. Này cũng lâu quá một quá trơn rồi nè. Này cái gãy luôn. Chịu gió lốc cái là lên đường cái miếu. Yeah. Tại vì á cái miếu này á đúng ra nếu mà bác hai mà ổng thật sự mà ổng dễ như ổng cho ai vô đi. Tại tại cũng như anh ở đây hồi nãy anh qua anh nói là kia chứ. Còn mà tự nhiên anh ra nó rồi cho xin vô đây thắp hương là ổng nghĩ là anh xin số đó là ổng không cho đâu. Dạ. Yeah. Chắc chắn ổng cho luôn mà ổng thả ra cái là cũng cần 20 con nó dí ghê đó. Dạ. Yeah. Ổng không cho đâu, tại cũng có nhiều người lỡ đó thì ổng sợ là ai cũng lợi sinh hết. Anh ban ngày anh thấy vậy đó, chứ ban đêm á, tại anh biết ở đây là ở vườn. Ừ. Thì ban đêm mà nó tối hù, tới tầm 6-7 giờ chiều cái là anh thấy đi, rồi anh bước vào đây là anh thấy một cái sự tâm linh nào nó rõ ràng. Dạ, chắc cái cũng linh thiêng dữ lắm đó, thành ra người ta mới lợi để sinh nhiều vậy đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Thường thường á là chắc mấy người đi sinh số đó chắc cũng khoảng 11 giờ 2 giờ khuya nữa. Nhiều khi đi giờ đó nữa. Thường á thì thường thường á thì 12 giờ nè, là giống như người ta kêu giờ linh, phá giờ linh. Vậy đó. 12 giờ trưa với lại ban đêm á. Đêm nói chung ra là không có giờ giấc mà càng tối càng tối linh. Đó. Bạn giờ thứ hai mới được chó nhiều vậy đó. Dạ. Chứ thấy không anh ban ngày, ban đêm kìa. Động nó nghe nhúng nhích cái nó còn làm dữ nữa. Dạ. Đó. Ở phía trong này là mọi người là nói chung là có chén kiểu cái lư hương này kia đồ là liếp hết trơn mà còn tại ông rồi mối ông bự lên. Đó, ở trên đây là cái đựng nhang á. Đựng nhang á, nhưng mà ông đi cái vòng thì thôi, còn cái lỗ vẫn để vậy. Chừa cái lỗ lại ha. Chừa để cho mình. Dạ. Đó.
này cái kỳ lạ ở đây điều đặc biệt là có cái hình nó giống hệt ông dài luôn, nó ngộ nha mọi người đó, thấy không bà con. Dạ thì em cảm ơn anh Hải đã chia sẻ cho bà con về ngôi miếu cũng như là những cái tâm linh cho bà con xem. Em cảm ơn anh Hải rất là nhiều. Dạ.